Xin chào mọi người, chắc là vụ âm hết cả vào lãi chắc là mọi người vẫn còn nhớ. Thì gần Tết năm ngoái thì làm ăn chẳng may là cũng không ấy, cho nên bị âm hết vào lãi, đi mua cái xe cũ có 700 mà mua hẳn được mẹt Porsche. Thì năm nay mình quay lại thăm. Xem nào, bây giờ là loanh quanh cũng gần được hơn nửa năm rồi. Thì nhìn qua showroom thì đấy, khi mà Hùng đăng cái video đấy lên, tôi đăng cái video đấy lên thì có nhiều anh em là bảo điên mới mua xe này, đời sâu quá vân vân. Nhưng mà trộm vía nhá, hôm nay quay lại không có một con nào cũ mà cửa hàng vẫn đẹp. Này, ông chủ số điện thoại này còn đẹp hơn ngũ 9, ngũ 1 quách nhờ. Đấy, chứng tỏ là chắc là cũng được, chứ cũng không đến nỗi là âm hết vào lãi như mình. Thôi bây giờ như này, ở đây thì hôm nay cũng có rất nhiều xe. Tôi lại sẽ vào tôi đi hỏi anh chủ xem là năm nay làm ăn như nào với cái dàn xe này bao nhiêu. Anh chủ này có một cái đặc biệt nhá, là toàn chơi xe đời sâu, xe Đức này, xe Anh này, hàng khó nhằn đấy. Nhưng mà chơi chứng tỏ là cũng phải có nghề. Thôi bây giờ đi vào hỏi, hỏi han sức khỏe cái, biết đâu lại làm được một tí. Anh chủ ơi, chủ đâu nhỉ? Có mấy tháng không gặp mà khác hẳn. Đẹp dai, đẹp dai. Này, đống xe cũ là thế là bay hết rồi à? Bay hết rồi anh. Bay lâu lắm rồi đúng không? Quá lâu rồi anh. Hàng hôm nay có vẻ nhiều hàng ngon hơn đấy. Mới ngon đấy. Nhưng mà nhìn nói chung là loanh quanh toàn cứ phải tầm 10-15 tuổi đấy. Cũng có 1 tuổi rồi anh. Đấy, nhưng mà nó nhỏ cây nhá. Thế năm ngoái bay hết thì bây giờ phải làm tí phế nha, cắt tí phế nha. Phế nha, cắt tí phế nha. Anh yên tâm, tí lên phòng nước nôi là hoa. Có nước sôi rồi. Duyên vết các bạn ạ. Nhưng mà ở đây lúc nãy tôi đứng vào tôi thấy có con Porsche đẹp. Quá đẹp vậy ạ. Quá đẹp luôn. Đây chắc chắn là sơn lại rồi đúng không? Vâng. Sơn nóc lại, màu nắp capo các kiểu rồi. Cái này cũng phải tầm mười mấy tuổi rồi đúng không? Lẻ 9 đấy anh. 10 lẻ 9, 10 năm, sinh nhật 10 năm rồi. Vâng. Các bạn thấy đẹp không ạ? Quá đẹp. Nhìn còn đẹp, nhìn ở ngoài thôi. Mình còn phải khi xem xe, tôi được Kiên Civic dạy rồi, cái xem là phải xem keo chỉ, máy móc, turbo rồi là mang đi check choác đầy ra, thì tí nữa nếu mà chốt thì phải mang đi check. Ok anh. Con này 209 bây giờ giá bao tiền? Em đang bán là 1.780.000.000 thôi ạ. Tức là giá chào sàn là 1.780. Nếu mà ưng thì ta sẽ làm việc tiếp được cái giá đẹp. Bây giờ mời anh em này vành mâm miếc đẹp này. Lên vành, vành. Con này lên vành rồi. Hơn trăm củ ơi. Vành của 4 vành mới theo kiểu vành style 911 của Porsche là mình nhớ là loanh quanh cũng phải 198, 200 củ đấy, 200 triệu. 198. Con này là Panamera Turbo à? 4S đây ạ. 4S Turbo thì là ấy vào thôi anh. À, tức là 4S nhưng mà là phải dán thêm cái Turbo S cho nó hoành tráng. Đúng kiểu cái của nó luôn. Panamera thì nó vẫn là một đẳng cấp. Nhưng mà cái đẳng cấp đó là khi mà sau 10 năm thì liệu nó còn vẫn đẳng cấp hay không thì chắc là phải nhờ anh em chỉ giáo thêm vài câu bằng cách comment bên dưới. Xin thưa các bạn là Panamera nhá, bản Turbo. Hồi mình chạy thử là loanh quanh lắp đồ đạc vào nữa hơn 8 tỷ. Nhưng mà kể mà ai yêu thì sau 10 năm là cũng cưới được đúng không? Quá cưới được anh già. Thì thôi ấy, mình về mình nuôi xe 10 năm rồi, những cái gì nó thuộc về dao động cao su thì nó cũng phải có tuổi một tí, người còn có tuổi chứ không hồ gì xe. Nhưng mà biết chăm sóc thì cũng oách đi nhỉ. Cho xem cái nội thất cái nhá. Mình nhớ là cái bệ tỉ tay, cái thiết kế nội thất của chiếc này ngày xưa nó như cái kiểu của Vertu ấy nhỉ. Phím. Đấy, chìa khóa này. Porsche vẫn là đặc trưng Porsche đề bên này. Úi giời. Sport này, Sport Plus này, không có Sport Journal này, nâng hạ gầm này, có bô thể thao không, nâng cánh này, ui, nói chung xe sang nó vẫn thơm, máy nó vẫn gầm ngon. Nội thất này nguyên bản không? Nguyên bản anh. Có dọn dẹp gì không? Về thì con này về dọn dẹp tí thôi ạ. Dọn dẹp tí thôi à? Rửa bình thường thôi. Ui. Cũng phải nhẹ nhẹ chứ không lại làm cái dầm ra cái xe của mình đỗ trước thì lại phải mua cả mấy chiếc. Porsche 10 tuổi. Nhưng nó vẫn là một đẳng cấp, tôi khẳng định với các bạn. Vertu thì nó vẫn là Vertu thôi. Ở bên này thì lại một em của Đức. 535 để đóng cái cửa lại.
535. Làm nào biết 535, đọc đuôi. Nhưng bây giờ mấy cái chữ số này hay dán lắm. Bây giờ khi lại dán 7 nó thành 7 ngay. 535 bô đôi. 20 mấy? 214 đây ạ. 214 giá bao nhiêu? Đang bán 1380. Vẫn cứ 1380, năm nay lại có khác năm ngoái nhỉ, có vẻ số đấy. Đấy. Xe nào cũng sạch, con nào cũng phải dọn à? Rửa hoa nước lã này xe chất lượng rồi. Chắc chắn nhờ. Đúng là xe Đức. Mình xem cái đầu một chút nhá. Thay mâm rồi hay sơn mâm đấy? Mâm độ rồi đúng không? Nói chung là chủ bim là khá là chịu chơi. Nhìn nước sơn thì với form xe thì còn khá là đẹp đúng không? Ban đầu còn khi nào ta mua ta cứ phải xem keo chỉ, ốc ác, cẩn thận. Rồi. Lật cái máy lên cái, nói chung là khi... Khi mua xe thì ngoài cái việc xem khung gầm ra thì phần máy móc là rất là quan trọng. Ngồi thành rằng này, bim, máy bim này, twin turbo này. Nhưng mà nói chung là chạy dòng turbo thì anh em cũng lưu ý nhá. Dừng xe thì cứ sau 5 giây hãy tắt máy cho nó hồi turbo cho nó lành nhá. Chạy dòng turbo là anh em phải lưu ý. Để khi đấy mà ví dụ mình dùng sau nhiều năm ấy, bán nó vẫn còn giữ giá. Giữ giá hay không là mình phải biết dùng xe cơ. Đấy, dòng turbo là phải thế đấy. Nói chung là con này được điểm đấy nhờ. Được điểm bởi vì là nội thất kem. Chứ nội thất đen lại đi mất mấy chục giá. Chung là bim thì bim 5 đời này thì các bạn chắc chắn là cũng xem nhiều rồi. 1.380.000. Thôi đang tháng 7 bớt cho khoảng đôi chục phần trăm đi cho nó lên đường luôn. Tuy nhiệt của anh em. Tuy nhiệt đúng không? Tháng 7 cũng dũng cảm. 523 biển tôi là người thợ mỏ. 23456 thì chắc là con này phải cộng thêm nhiều giá đấy, nhưng mà đảo mất một số là mất 1 tỷ. Chứ con này 23456 chắc là thêm 1 tỷ. 20 mấy nhỉ? 21 đây ạ, sản xuất 21. 21 là thôi 8 năm rồi, 8 tuổi rồi. 8 tuổi rồi anh. 8 tuổi bây giờ là giá bao nhiêu? Em đang bán 9.8. 980 triệu hôm nay toàn 9.8. Nếu mà các bạn khéo mồm có thể là 890. Tùy các bạn nhé, đi mua xe mà. Rồi. 523. Đọc 523 nghe quê chết. Bim. Nội thất. Nói chung là 53 và 52 là nó luôn luôn là khác nhau. Trộm vía chủ xe đi cũng có nghề mà mình dọn xe cũng có nghề. Nói chung là năm đầu 3 và năm đầu 2 nó cũng khác nhau đấy. 21 à? 21 cho mượn cái chìa khóa nào đề xem nó có nổ không? Thoải mái luôn. Lỡ không nổ là ngược đấy nhá. Úi nổ. Nổ. À quên. Chìa khóa đây là nút bấm nhá, là kiểu như post. Bolero của nó hay đấy chứ. Này nhưng mà tại sao bim cứ sau chục năm là nó giá nó yêu thương thế nhở? Hợp nhở. Hợp. Kể mà nhà mà có sẵn gara với sẵn đồ thì cứ thế mà lấy mà đi thôi, có gì mình tự xử. Ở đây có một chiếc GL. Bên em mới nhập đấy. À con này vừa về chiều nay à? Vừa về chiều nay. Ôi dồi ôi, cách đây khoảng mười mấy năm nhá. Hơn chục năm thì GL nó là một cái đỉnh cao luôn. Bây giờ nó là GLS rồi. Đấy, GL 550. Đấy. Siêu to khổng lồ. Dòng SUV gọi là siêu to khổng lồ. 200 mấy đấy? Con này của em 208 anh. 208. 208 đây. 208 là đấy cũng 11 năm rồi. Bây giờ giá yêu thương là bao nhiêu? Con này em đang bán là 906 anh ạ. À kia không phải 908 nữa. 906. Đây, xem qua cái nội thất kia nào. Nói chung đấy nội thất. Nội thất là có sao để vậy đấy chứ. Nguyên bản của nó đây ạ. Nguyên bản à? Ốp gỗ này, da này. À, một mả các cái phím này. Thực ra mẹt cách đây khoảng 10-15 năm nhá.
Đây. Rồi. Ngồi gái, ui dồi ôi, siêu to khổng lồ ấy. Các bạn thấy ngồi xe siêu to khổng lồ, mình cũng siêu to khổng lồ luôn. Ngày xưa thì các xe đầy các núm bấm ra, đầy các chức năng luôn. Đấy, cũng hỗ trợ xuống dốc này, đi đường xấu, đi đường địa hình này, thể thao, comfort gì gì đấy. Thì bây giờ nó vào màn hình cái chấm chấm mút mút. Đấy, các hãng xe cực kỳ giỏi luôn. Thay đổi không quá nhiều đâu, mà chỉ là tối ưu là chính thôi. Các hệ thống tồn tại nó mười mấy năm rồi, bây giờ nó mới phổ biến. Ông chủ ấy, anh chủ, anh mở hộ cái nắp capo xem cái máy của huyền thoại một thời siêu to khổng lồ cái. Ôi, V8 siêu to khổng lồ đây, huyền thoại một thời. Con này đạp một phát chắc đôi bát phở thìn đấy nhở? Đôi bát đây nhở. Nhưng mà nó sướng. Bây giờ cứ... Ôi à. Biển. Ai à? Con biển này là cũng được tí giá đây. Con này mà không đóng biển này là ngược giá là 700 690. Thôi chán xe Đức rồi. Đi sang xem xe Anh đi. X3 này bao tiền nhỉ? X1 đây. À thế à? X3 trừ 2 16. À thế à? Bao tiền? 1 tỷ 250. Sản xuất 16 anh. Ôi, xe Đức nhiều rồi. Đây. Range Rover này. 30A 5504. Ủa, con này mà ngũ năm nữa thì con này cộng thêm 3 tỷ vào luôn. Không phải nghĩ. Đúng không? Thưa các bạn, nếu như con này là 2 con năm và cuối là xe này mặc định cộng thêm 3 tỷ. Range Rover Sport đúng không? Sport đây. Con này bao tiền đấy nhỉ? Con này em đang bán 3 tỷ anh ạ. Đôi 13. À 13. Đăng ký lần đầu 15 chạy 1.8 mai zin đét luôn. Odo 1.8 mai. Thề là không thay đổi gì Odo đúng không? Sai tặng xe rồi bác luôn. Ủa đấy, bây giờ bán là phải sai tặng xe, chết tặng xe. Thế là trách nhiệm cao, 3 tỷ. Con mới này hôm trước mình đi thử là hơn 7 tỷ. Ơ thế thì cũng giá cũng giữ phết đấy chứ nhỉ? Chứ nó cũng không phải là sâu lắm. Nội thất Range Rover thì trước đây toàn nút với cả xoay thôi. Nội thất con này thì đẹp, nói chung là những chiếc xe sang đi mà giữ gìn thì đồ nó cũng xịn sò. Ví dụ giá những chiếc xe sang nhá, thì đồ nó là da xịn, thì da xịn lại càng cần cái sự bảo dưỡng tốt hơn. 3 tỷ có tiền mua, tí xin tí phế anh em ơi. À, con này cắt tí phế đi chắc là mua được. Đây. Ôi thế mấy con này là hàng thửa à? Hàng thửa anh ạ. Ủa ơi. Ông chủ này làm ăn được, tí vào phòng riêng là phải giải quyết. Phế phiếc là cũng phải đâu ra đấy chứ không là giận dỗi ngay. Giận dỗi ngay. Đấy, xe Anh Quốc ném vào một góc. Nhưng mà này. Đây, xe Anh Quốc ném vào một góc. Evoque 212 là bao tiền? 350 ạ. Ờ 1350. Nói chung là ngày xưa mua những con này toàn đầu 3 đúng không? 3. Thì còn bây giờ là còn hơn 1/3 một tí. 3, hơn 1/3 một tí. Nội thất da bò có vẻ nhìn đẹp quá. Úi giời ơi. À đấy. Cái này là chứng tỏ là chưa can thiệp này đúng không? Giữ nguyên hiện trường. Nói chung những cái này bây giờ thì với công nghệ bây giờ thì xử lý nó cũng nhanh. Nói chung là thay những cái da rẻ bây giờ Việt Nam bọc da cũng đẹp. Nhưng mà các cái da trên dàn tắp lô rồi vân vân thì không sao. Nhưng cái chỗ này da vào nhiều thì không tránh khỏi va chạm. Nước chảy đá mòn. Meridian. Rồi. Loa Meridian. Nhưng mà này, ôi chúc mừng ông chủ nhá. Tí xin tí phế nhiều vào đây. Thôi nhưng mà rất chúc mừng ông chủ bởi vì khi mà hồi bữa đăng cái video lên ấy thì nói chung anh em lo lắng lắm, bảo là không biết là cái đống này có đi được không.
có bay được nhanh không, là thế mà bây giờ chả còn mống nào ở đây, chả còn cái vết tích nào ở đây. Thời gian rồi thì anh bay. Nhưng mà thôi lần sau rất chúc mừng ông chủ. Cảm ơn ông chủ vì sự tiếp đón nhiệt tình. Tí nữa ta vào kia nói chuyện. Okay. Còn lần sau vào thì showroom này toàn xe sang mà phải xanh bóng này nhá. Okay. Chè cháo kiểu gỗ nghiếc là phải gỗ lim táu xến thì nó phải nặng vào. Rồi, xin chào các bạn nhá. Các bạn xem giá xe đấy, giá xe sau một thời gian sử dụng nó sẽ là cái mức giá tương đối như vậy. Còn với những cái anh chủ đẹp trai như thế này đấy, thì các bạn có thể đến thương lượng trực tiếp. Đối với tôi ấy thì vẫn có một lời khuyên với các bạn là khi mua xe cũ ở bất kỳ đâu thì các bạn hãy kiểm tra cẩn thận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Và đừng quên like và subscribe kênh nhá, rung chuông nữa nhá. Xin chào.